CBRE đã đến thời điểm tốt để quay lại kênh đầu tư đất nền ở Đà Nẵng. Đây là nhận định của bà Dương Thùy Dung, giám đốc điều hành CBRE Việt Nam về tình hình thị trường bất động sản tại Đà Nẵng. Tại buổi báo cáo về tình hình thị trường bất động sản tại Đà Nẵng, bà Dương Thùy Dung giám đốc điều hành CBRE Việt Nam cho rằng, sau khi du lịch địa phương tăng trưởng trở lại và với định hướng quy hoạch đô thị của Đà Nẵng, phân khúc đất nền được đánh giá cao. Đây là thời điểm tốt để quay trở lại phân khúc sản phẩm đất nền. Tuy nhiên, đã qua rồi thời điểm đầu cơ để thu lại lợi nhuận nhanh chóng từ việc mua sản phẩm đất nền, bà Dung nhận định. Bà Dung nhắc lại cách đây tầm 10 năm, xu hướng đầu cơ đất nền khi mua và bán lại đã nhận được những khoản lãi rất nhiều. Nhưng khoảng 5 năm trở lại đây, thị trường đã minh bạch về giá đất hơn rất nhiều so với trước. Nếu để nói lời khuyên cho các nhà đầu tư thì đây là thời điểm tốt để quay lại thị trường đất nền, nhưng chúng ta không thể trông chờ vào việc đầu cơ đất nền để nhận được sự gia tăng đột biến về lợi nhuận mà cần xem xét nhiều yếu tố tác động. Đó là tính pháp lý của Nghị định 18 sắp được áp dụng nhằm hạn chế đầu cơ đất đai, các biện pháp áp dụng thuế lũy tiến đối với người sở hữu nhiều đất nền. Sẽ hạn chế tình trạng đầu cơ và đưa giá đất về với thực tiễn của thị trường hơn, vị giám đốc của CBRE chia sẻ. Bên cạnh đó, phân khúc căn hộ trong 6 tháng đầu năm 2022 không ghi nhận dự án mới lần đầu chào bán và nguồn cung mới đến từ giai đoạn mở bán tiếp theo. Tổng nguồn cung tại Đà Nẵng hiện là 7.378 căn từ 20 dự án. Xét theo phân hạng, giá bán sơ cấp căn hộ cao cấp, trung cấp và trung bình lần lượt là gần 2.100 đô la Mỹ, 1.300 đô la Mỹ và 650 USD trên M2. Trong đó, phân hạng căn hộ cao cấp tăng cao nhất. Phân khúc căn hộ bình dân không có nhiều biến động về giá. Giá bán căn hộ trung cấp có xu hướng giảm nhẹ. Tỷ lệ bán hàng lũy kế tính đến thời điểm hiện tại đạt 92%. Trong 3 năm trở lại đây, thị trường tuy có thêm nguồn cung mới nhưng số lượng căn và dự án không tăng đột biến do đó không dẫn đến tình trạng bội thực nguồn cung và giúp đảm bảo tỷ lệ hấp thụ ổn định. Trong 3 năm tiếp theo, thị trường căn hộ bán Đà Nẵng được kỳ vọng tăng tốc phát triển với nguồn cung mới từ 10 dự án cung cấp 5.600 căn hộ. Căn hộ hạng sang sẽ dẫn dắt nguồn cung. Thị trường căn hộ bán sẽ được tái định vị trong giai đoạn tới với xu hướng phát triển căn hộ ven sông đang dần phổ biến tại Đà Nẵng. Theo bà Dung, sau đại dịch, bất động sản Đà Nẵng đang có những bước chuyển mình tích cực từng bước thu hút dòng vốn đầu tư quay lại khu vực này. Với mục tiêu phát triển thông minh và bền vững, ở giai đoạn tiếp theo, Đà Nẵng sẽ chú trọng tạo đà bứt phá cho phân khúc bất động sản nhà ở cao cấp. Đây là hướng đi quan trọng để nâng cao năng lực cạnh tranh và tăng sức bật cho toàn thị trường, bà Dung nhận định. Giám đốc điều hành CBRE Việt Nam khuyến cáo, nhà đầu tư nên đầu tư vào các khu vực dự án được quy hoạch rõ ràng, công khai, minh bạch, được thực hiện bởi các nhà đầu tư uy tín nếu không sẽ đối mặt với việc áp dụng giá đất không rõ ràng nhất là khi nghị định 18 có hiệu lực, kéo theo các chế tài quản lý sẽ gây ra những thiệt hại nặng nề nếu không cân nhắc kỹ lưỡng.